Ở cái bà đó đó. Mấy cô rất là nhiều. Bà ở bên Úc về, bà đưa cái lô xô của con là lần thứ hai. Ồ, cũng đông. Còn cái lô xô đầu là đi. Rất là ngoan như ngày nào và rất là thương yêu con. Bà cho bà ôm con. Bà đang ngồi đây. Bà cứ tháng sau bà về. Bây giờ nhưng mà nếu mà con có một cái lô xô nào sớm thì bà sẽ đi một chuyến nữa. Còn nếu không thì bà sẽ về. Ngày hôm nay tổ chức sống sớm. Cô Tiến xin đại diện trong nhóm Zalo FC Sài Gòn yêu thương lan tỏa. Nhóm này có tình thương bao nhiêu thì thương bấy nhiêu. Mới lập nhóm Zalo. Có một thương bao nhiêu thì thương bấy nhiêu chỉ thông minh. À, đây là phần quà mà cô Tiến của nhóm ơi. Cô Zalo Sài Gòn yêu thương Tường, cái này là nhân ngày lễ quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 tặng cho cháu của con. Bây giờ tặng cho cháu con quà này. Đây là tặng cháu. Cũng tặng con với con thiếu nhi gì nữa. Tặng cho cái đen. Rồi. À, bên đi cho mình. FC Sài Gòn ơi. Rồi. Bây giờ là FC Sài Gòn thì có một bài là Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Hường Cường có ca cùng chung được không? Rồi, ta ca một bài chút xíu đây. Đoạn thay. Cho mít. Xô của anh ta em. Mệt quá. Sắp hết giờ. Con trai ơi. Con nhiều quá. Bé ơi. Con xuống với bé ơi. Sài Gòn nhà ta.